I got bribes in Atlanta, just at the lean in the family, credit cards in the scammers, hitting no licks in the van, legacies, family, when you see them like a pack. Chào mừng các bạn trở lại kênh của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một loại dâu tằm hay là dâu trái dài các bạn. Một giống cây mới của Đài Loan. Và cây này cũng vừa cho trái luôn các bạn. Trái dày ghê các bạn. Đọt non nước luôn. Đây là khoảng nửa tháng từ khi mình xử lý cho trái nha các bạn. Trái dài lắm các bạn ơi. Cái tắc rồi đó, hiện giờ là một tắc rồi. Khi mà trái vô giai đoạn chín thì bắt đầu nó sẽ phát triển nhanh hơn nữa. Trái lúc đó thì nó mới dài rõ hơn. Khi chín chắc có thể là dài gấp đôi cái này á. Lá rất là to nha các bạn. Lá loại lá dâu này nó to lắm. Này các bạn thấy không? Rất là to. Vì là chưa có lớn có nhiều lúc mình để lá nó già á, to gấp đôi cái này nè bạn. Các bạn thấy so với bàn tay mình thấy không? Nó không giống lá dâu tầm thường làm ăn thường của mình. Đây là mùa trái đầu tiên cho nên là trái cũng chưa có được nhiều lắm. Mình đếm được khoảng 4 mấy trái á. Nên mình quay cho các bạn xem thôi, rồi khi mà trái chín mình sẽ làm một cái clip nữa để quay cho các bạn xem nha. Mà chỉ quay trái còn sống thôi. Mình đang ở miền Tây nha các bạn. Cây này là nó chịu khí hậu của mình á. Nên các bạn thấy không, rất là tốt nè. Tốt lắm các bạn ơi. Đá non mướt luôn à. Cái loại cây này nó ghép nha các bạn. Đây nó ghép trên một cái gốc dâu dại nè. Đây là cái cây dâu dại nó lên nè các bạn. Thấy không, cái gốc nó lên một cây dâu dại nè. Này, cái mắt ghép nó ngay vị trí này các bạn. Đây nè. Đây cái dâu thường mình. Để mình ra mình quay cái cây dâu tầm của mình ở đây nha, cho các bạn xem cơ lá nó có khác với cái dâu này không nha. Đây là cái dâu tầm bình thường của mình nè. Chưa có trái các bạn. Cũng tốt lắm, mình cũng mới cắt mình ghim bữa nè. Thấy không? Xong cái mình bấm cái đoạn ngay đây nè. Bấm cho nó nhảy nhánh ra, bây giờ thấy không, quá trời nhánh luôn. Rất là tốt. Cỡ này là gần cho trái rồi nha các bạn. Vô bình thường của mình này nó lẻ cho trái lắm. Nó không giống như vô trái dài. Trái dài thì lâu hơn, thân phải dài lắm mới cho trái được. Thấy không, khác. Lá của mình nó nhỏ hơn nhiều các bạn. Mà nó không có mướt, không có bóng bằng cái lá dâu trái dài, với lại nó không có dày bằng. Mỏng hơn các bạn. Mỏng hơn. Thấy không, khác xa rõ ràng ha. Đặc điểm của dâu tầm là mình phải thường xuyên mình cắt nha các bạn. Mình cắt thì nó mới cho trái nhiều, chứ không thì trái nó ra rất là ít. Rồi, clip mình kết thúc tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh. Nếu thấy hay thì các bạn có thể đăng ký kênh cho mình một like nha các bạn. Để mình sẽ làm những clip mới cho các bạn xem về những cái cây giống lạ mình trồng ở miền Tây. Đặc biệt là những cây xứ lạnh nha.